Tổng cộng mình chiên là 7 cái luôn. Rồi bây giờ mời mọi người cùng ăn bánh xèo với hai vợ chồng mình nha. Chia bay hai anh ơi. Bây giờ mình sẽ chừa ba cái này cho dì. Để bên kia chừa đi ha. Hay chồng mình ăn 4 cái thôi. Nước mắm, tỏi, ớt. Cái này với gì? Sầu riêng. Kết quả 20 đồng. Mà mình thấy sầu riêng đông đá ăn nó ngon mà nó lạ lạ nha. Nó đông sạch sạch lại á, ăn như là kem. Kem vậy đó. Kem sầu riêng luôn. Không không có cải ngọt không chê cải. Đi hai shop không có cái ngọt. Ăn cái này thiếu rau rồi mọi người ơi. Đi hai shop luôn không có rau cải cải xanh cải ngọt á. Có cái cải này nè. Không biết cải gì. Cải này là cải ngọt. Cải ngọt. Ăn này phải ăn nhiều rau mới đã. Cũng không có rau xà lách luôn. Trời ơi. Bữa nay ngày gì á, hai chồng muốn ăn bánh xèo mà không, mà đi mấy shop kia không có rau này. Định mệnh luôn. Giòn à. Như là mùa đông rồi. Nó giòn à. Mùa đông rồi. Cải ít tới rau ít. Giáo là mùa đông, cải này nó mới của nó mới đúng á. Sao kim không có? Tại sao? Nó hết đúng lúc vợ chồng mình muốn ăn luôn. Đây mời mọi người nha. Ăn cái này phải ăn bốc nha mọi người. Cái này hay dày. Hay dày. Cái này chuyên đầu tiên. Đầu tiên là thường thường 6 cái dày chưa mỏng được. Tại cái chảo nó chưa có nóng hoàn toàn. Mọi người làm theo tiền đi, bảo đảm ngon 100% luôn. Hứa luôn. Cái bột á, cái lớp vỏ bột á, nó có vị mặn mặn, ngọt ngọt, nhẹ, béo béo, giòn, giòn tan luôn. Ăn nước ra mà bá phát, giòn giòn, béo béo. Làm bằng như củ sắn ngon. Ăn nó có ngọt. Có củ sắn, mua củ sắn đông đá. Dạ. Có củ sắn tươi. Củ sắn tươi em có thấy đâu. Đừng lúc có thì không. Miếng dưa leo. Mặt hết dưa thơm.
hai vợ chồng mình mới dứt hết một cái rồi. Ngon nhưng mà thiếu cải. Trời ơi, bữa nay thiệt là tình đi không xà lách, không có rau xà lách mà cũng không có rau cải cải xanh luôn. Nhớ hồi xưa mẹ mình mà mỗi lần làm bánh xèo á là xay bằng bột gạo, bột xay bằng gạo á, là bữa trước phải đêm trước phải ngâm gạo rồi đó, rồi cái sáng bữa sau thức dậy sớm xay xay rồi chiên một cái là tới 9-10 giờ mới đó ăn bánh gì cũng cực cái chứ. Xay xay bằng cái cối đá nhưng mà ăn ngon lắm luôn á, mà giờ chiên bằng bột sẵn cũng ngon y chang vậy. Cái lá giờ đâu có. Đâu có, có lá được. Nhà em có. Nó xay không nhuyễn. Nhuyễn. Nó mòn vậy. Nó mòn. Nhà anh cũng có vậy. Mọi người xem xong á mà có làm ăn mà làm mà có thành công có ngon nhớ để comment với clip cho mình mừng nha mọi người.
sao rồi? Canh vừa đủ người hai cái, nhưng mà chiên về ba cái. Về ăn đủ không? Hồi xưa ăn bánh xèo có lá lá chiết nữa, có rất là nhiều loại rau luôn. Đọt xài, đọt xài là lá chiết, gọi là lá chiết phải không ta? Đọt xài lá dông, lá dông nữa. Xạo lá dông mình ai ăn? Lá thuốc cá. Gì? Lá đào. Lá hút cá hả? Hút cá ăn vô rồi chết được sao? Chết đâu, chết đâu. Chàng trên em không ăn. Lá đào. Lá đào là cái gì? Lá điều á. Lá điều, à, lá điều có. Lá của cây, lá non của cây điều. Lá chiết, lá xài. À, gấp cá. Hồi đó trời ơi ăn một lần á, cái đựng rau là bằng cái xề á, xề bự này. Đó là ăn cải phải đâu ăn mấy dở quá. Cái lá không thể thiếu trong bánh xèo đó là lá cách. Như kem nữa. Mình phải rửa tay rửa miệng để mình qua mình ăn sầu riêng chứ. Bạn ngồi bạn ăn sao chịu nổi. Bự dữ nha. Nó nó vô mời mọi người nha. Nha ơi cũng mình mới thôi. À
kem à. Hãy chùi đầu ngón tay đều lạnh quá. Út này là dương thôi. Đã. Thôi đỉnh dầu. Thế. Thử em bớt lạnh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.